Xin chào mọi người, sáng nay mình đạp xe đạp vòng quanh Phú Mỹ Hưng, vừa tập thể dục ha, vừa quay một cái video toàn cảnh quanh cái khu Phú Mỹ Hưng, đi dạo các con đường, các khu phố. Đây là cái xe đạp của mình đây. Thì mình sẽ đạp bằng cái xe đạp này dạo vòng quanh Phú Mỹ Hưng để chia sẻ cái video ở Phú Mỹ Hưng các bạn chị ha. Thì Phú Mỹ Hưng ở quận 7 và cái đô thị này thì nó khoảng đâu đó hơn 20 năm hình thành thôi, và được thiết kế quy hoạch rất là bài bản ha. Rất là nhiều cây xanh, nhiều công viên. Và các bạn biết là giá nhà, giá bất động sản ở Phú Mỹ Hưng thì rất là cao, cho nên là cái khu Phú Mỹ Hưng cũng được gọi là khu nhà giàu, rất là nhiều người mua ở đây. Nhìn chung là cái chất lượng cuộc sống được quy hoạch rồi, cây xanh nhiều, cho nên là rất là thoáng mát. Mời các bạn anh chị xem video này ha.